Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan cuối năm do mẹ không đóng quỹ hội phụ huynh làm dậy sóng các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang xác minh vụ việc. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ rà soát, nắm bắt thông tin và tiến hành một số biện pháp khoanh vùng để xem sự việc nếu có thực sự ở khu nào, diễn ra ở trường và lớp học nào. Khi xác minh được thông tin chính thức, sẽ thông tin tới báo chí và dư luận. Được biết, vụ việc này xảy ra tại lớp 1C, trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bà Phạm Thị Lý, hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 24 tháng 5, phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp 1C phối hợp tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh. Để chuẩn bị cho buổi lễ liên hoan, chi hội phụ huynh đã thống nhất thông qua chủ nhiệm thông báo về số tiền đóng góp, thời gian và địa điểm. Cả lớp có 32 học sinh, trong đó 31 học sinh được bố mẹ đóng tiền để liên hoan. Riêng phụ huynh em ngờ không đóng. Ban phụ huynh mua 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá khoảng 40.000 đồng một suất. Số tiền quỹ còn thừa, lớp sẽ dành để khen thưởng động viên cuối năm cho học sinh. Học sinh này vẫn được ăn kẹo bánh và bánh gato, chỉ không được một suất gà rán riêng như các bạn. Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ có hai học sinh khác đã chia cho em ngờ một ít để ăn chung. Hiệu trưởng khẳng định, việc học sinh này không được ăn mà phải ngồi nhìn các bạn liên hoan là không đúng. Chỉ là em ngờ không được nhận một suất gà rán, khoai tây và xúc xích như học sinh khác. Xung quanh vấn đề này, đa số các ý kiến trên mạng xã hội đều cho rằng cách ứng xử của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, đại diện ban phụ huynh đều chưa khéo léo, tinh tế, vô tình làm tổn thương con trẻ. Có hai luồng ý kiến tranh cãi, một bên cho rằng việc nhóm đông người lớn là ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên mà để xảy ra vụ việc như vậy là không thể chấp nhận được. Ý kiến khác lại lên án bà mẹ khi hiện nay đóng quỹ hội phụ huynh 100.000 đồng một năm không phải quá lớn, thế nhưng lại không thể đóng cho con. Khi hội phụ huynh bàn chuyện liên hoan lại không có hành động cụ thể như đóng tiền cho con tham gia hoặc xin cho con không dự buổi liên hoan. Không đóng quỹ thì lấy đâu ra kinh phí để hoạt động, đừng trách giáo viên và ban phụ huynh vì họ chỉ là người tổ chức, còn kinh phí thì tất cả phụ huynh phải đóng để các con được hưởng quyền lợi như nhau. Phụ huynh chơi ý không đóng để con đi ăn ké của người khác mà không thấy xấu hổ à, mới lớp 1 thôi, phải làm thế thì các năm sau họ mới đóng chứ. Nhiều phụ huynh chơi ý lắm, chỉ muốn con ăn không thôi. Gia đình nào khó khăn thì giáo viên và ban phụ huynh đều biết, nếu thực sự thuộc gia đình khó khăn thì ban phụ huynh sẽ miễn và kêu gọi phụ huynh khác ủng hộ để các cháu khó khăn được tham gia đầy đủ. Đằng này họ không khó khăn nhưng chơi ý không đóng. Đúng là đứa trẻ không có lỗi, lỗi tại bố mẹ của họ thiếu suy nghĩ. Đồng ý không đóng thì không tham gia, nhưng để xảy ra cảnh cả lớp ngồi ăn mà một bé không được ăn, ngồi nhìn thì lương tâm giáo viên không có. Hơn nữa, nếu liên hoan trong trường là đã lấy đi giờ của học sinh, tổ chức ăn uống trong trường, lớp là không đúng, không có quy định nào hết. Hội muốn tổ chức thì ra ngoài quán, nhà hàng. Trường lớp là nơi học tập, nếu tổ chức ở ngoài thì các em không đóng chắc chắn sẽ không tham gia vì phụ huynh không cần. Vấn đề này phải xem lại cách thức tổ chức của cô giáo, của ban giám hiệu vì đây không phải là chủ trương của phòng, sở, Bộ Giáo dục. Đến tụi nhỏ còn chia một ít gà rán cho bạn trong khi người lớn lại đi so đo 40.000 đồng. Giáo viên hoặc hội phụ huynh không thể tặng cho bé một suất sao? Mẹ của bé có thiếu sót nhưng giáo viên và những người đặt suất liên hoan cho lớp lại cư xử như vậy. Giá như họ cứ đặt đủ 32 suất rồi nhắn tin cho mẹ của bé thì hay biết chừng nào. Té ra những người lớn lại thua hai học sinh lớp 1 khi chia sẻ đùi gà rán cho bạn. Đây là sự việc đáng tiếc, chuyện nhỏ mà không giải quyết được, người ta còn đi làm từ thiện được nhưng tại sao lại để chuyện này xảy ra? Nếu đây là câu chuyện có thật thì là lỗi của người mẹ, nhưng cô giáo không biết cách xử sự. Em nhỏ có biết gì đâu, tội em ý quá. Hội phụ huynh quá máy móc, cô giáo chủ nhiệm không biết xử lý tình huống sư phạm. Công bằng không chỉ biết đóng góp mà là sự chia sẻ, cảm thông với học sinh, dù là lỗi của người mẹ. Nếu ta đem lại một chút hạnh phúc trong buổi liên hoan cho học sinh này, thì đó là sự công bằng chứ không giống như phép cộng, phép trừ ngoài xã hội. Khẩu hiệu mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà, cha mẹ có thể có lỗi chứ em học sinh nào có lỗi gì đâu. Cô đâu có quyền chia, quà là của phụ huynh góp mua mà, mẹ không nộp quỹ mà đòi con có quà. Ai cũng như bà mẹ này thì còn gì tính tập thể, ở xã hội công bằng là muốn quyền lợi phải đi cùng với nghĩa vụ.
Thực sự khó hiểu với phụ huynh này, theo họ thì suất liên hoan này là từ trên trời rơi xuống hay sao? Tuy nhiên, ban phụ huynh lớp này cũng quá cứng nhắc nên có một suất nhỏ hơn, các bạn khác cho cháu không tuổi thân nhưng vẫn phân biệt rõ. Từ đầu năm đến nay, giá thuê trọ tại Hà Nội tăng từ 10 đến 15%, tập trung ở quận trung tâm như là Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Nguyên nhân là do giá bất động sản nội đô leo thang, chi phí đầu tư cao khi chủ nhà trọ bố trí thêm nội thất, phòng chứa thêm được nhiều người nhờ chia nhỏ không gian. Nhiều tòa chung cư mini mới có giá thuê từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi phòng một tháng, ngang ngửa với chung cư khu vực xa trung tâm. Đà tăng giá thuê phòng trọ chung cư mini gần gấp đôi tăng trưởng thu nhập của người dân thành thị theo năm. Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị chỉ tăng 5,3% so với năm 2022, đạt gần 6,3 triệu đồng một người. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với năm trước đó, do nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Lý giải diễn biến này, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc kênh bất động sản cho biết, nhu cầu thuê nhà của người lao động ở đô thị lớn luôn duy trì ở mức cao. Theo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội duy trì vị trí top đầu địa phương người dân muốn di cư đến nhất. 22% trong số này cho biết lý do muốn chuyển đến hai thành phố lớn để có cơ hội việc làm tốt hơn. Cùng đó, sau Tết thường là giai đoạn vật giá leo thang, gồm tiền thuê nhà, bởi đây là thời điểm chu kỳ kinh doanh mới bắt đầu, lao động quay trở lại tìm việc kéo theo nhu cầu thuê tăng. Xung quanh vấn đề này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong một tổng hợp ngắn sau đây. Tôi làm ở nước ngoài, thuê phòng ở một mình chiếm khoảng 1/10 tổng thu nhập. Bạn tôi thì chiếm khoảng 1/8 tổng thu nhập. Thấy giá ở Hà Nội cao quá, thôi thì tản ra được thì tản ra bớt khỏi nội đô, cho đỡ chật chội, đắt đỏ. Thu nhập trung bình tầm 11 triệu một tháng thì bao giờ mới mua được nhà ở xã hội? Ở Hà Nội thì mình không rõ, nhưng nếu ai đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà giá thuê đắt quá thì có thể di cư đến Bình Dương hoặc Đồng Nai. Cơ hội việc làm nhiều mà chi phí thấp hơn ở Sài Gòn. Đi đường lại đỡ kẹt xe hơn, không khí cũng không ô nhiễm như ở Sài Gòn. Tại sao không chịu khó ra vùng ven đô thuê nhà nhỉ? Đi xa hơn chút nhưng thoải mái và rẻ hơn nhiều. Mình mỗi sáng đi từ bên Đông Anh sang nội thành làm việc đều gặp rất nhiều bạn nước ngoài di chuyển từ bên đó sang nội thành. Họ thật thông minh. Bạn mình làm bên môi giới nhà, phòng cho thuê. Hôm qua cũng than chủ nhà tăng vô lý quá, ngáo theo giá vàng nên khó có người thuê. Vấn nạn của thiếu tàu điện để giãn dân, trường học, bệnh viện tập trung ở trung tâm, thuế đất thấp, dân ôm hết đất, giá nhà leo thang, quê mà cũng có giá cả tỷ đồng. Hy vọng chủ nhà em không đọc được bài báo này, chứ đọc được về tối em lại nhận tin tăng tiền phòng thì chắc khóc ròng lên mất. Một năm nay lương không tăng đồng nào, nghỉ tất cả thứ bảy không lương do công ty hoạt động khó khăn, giờ mà nghe tin tiền phòng tăng chắc em xỉu ngang xỉu dọc quá. Viện Vật lý Địa cầu thông tin vào 9 giờ 27 phút ngày 27 tháng 5 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ động đất 3,4 độ, độ sâu 17 km kèm theo tiếng nổ nhỏ, mặt đất rung lắc nhẹ, không gây thương vong về người hay tài sản. Viện đang theo dõi các dư chấn tiếp theo. Người dân ở vùng Tâm Chấn, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan cho biết có tiếng nổ dưới lòng đất kèm theo rung lắc nhẹ nhưng chỉ xuất hiện trong vài giây. Người dân ở các huyện Thạch Thành, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, khu vực giáp Tâm Chấn Nho Quan cho hay cũng cảm nhận được rung chấn nhẹ. Huyện Nho Quan cách thành phố Ninh Bình hơn 30 km, cách Hà Nội khoảng 130 km, từng ghi nhận rung chấn nhẹ vào năm 2005 và 2017.